Hohenier bình chọn 21 thí sinh nổi bật nhất Miss Universe 2020, Khánh Vân đứng đầu bảng. Hohenier đã đưa ra danh sách 21 thí sinh mà cô cho rằng nổi bật nhất cuộc thi Miss Universe 2020 và Khánh Vân chính là người đẹp đứng đầu bảng. Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Hohenier bất ngờ chia sẻ danh sách bình chọn 21 thí sinh mà cô cho rằng sáng giá nhất tại cuộc thi Miss Universe 2020 theo quan điểm cá nhân của người đẹp ED. Cuộc thi Miss Universe 2020 đã bắt đầu được khởi động tại Mỹ và hiện đã có một số người đẹp lên đường sang xứ sở cờ hoa để tham gia cuộc thi năm nay. Chính vì thế sức nóng của Miss Universe 2020 đang được tăng nhiệt từng ngày. Năm nay, ban tổ chức Miss Universe sẽ lựa chọn ra top 21 người đẹp xuất sắc nhất trong đêm chung kết và sẽ áp dụng giải bình chọn. Các fan Việt cũng đang ra sức kêu gọi bình chọn cho Khánh Vân để cô nắm chắc một suất trong top 21. Theo danh sách bình chọn của Hohenia, thì người đẹp Ed đã không ngần ngại dành cho cô em gái của mình là Khánh Vân vị trí đầu bảng. Mặc dù danh sách bình chọn top 21 của Hohenia không đánh số thứ tự, nhưng việc đưa Khánh Vân lên đầu tiên chứng tỏ Hohenia đã dành cho đàn em rất nhiều tình cảm cũng như kỳ vọng trong lần đem chuông đi đánh xứ người này. Trước đó, sau khi trao lại vương miện cho đàn em kế nhiệm là Khánh Vân, Hohenia đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ cũng như mối quan hệ thân thiết với Khánh Vân. Cô cũng đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết để truyền đạt lại cho Khánh Vân những kinh nghiệm quý báu để mang tới cuộc thi Miss Universe 2020. Điều đáng nói đó là bản bình chọn của her được rất nhiều diễn đàn sắc đẹp chú ý và đăng tải lại. Điều đó chứng tỏ sức hút và sự ảnh hưởng của her đối với các diễn đàn sắc đẹp sau chiến thắng lịch sử khi lọt top 5 Miss Universe 2018 là không phải dạng vừa. Trong danh sách top 21 của her ngoài Khánh Vân còn có các người đẹp Philippines, Australia, Indonesia, Thái Lan Điều đó cũng cho thấy Herhenny đánh giá rất cao các thí sinh của khu vực châu Á tại cuộc thi Miss Universe năm nay. Hiện tại đã có một số thí sinh có mặt sớm để tham gia các hoạt động quảng bá của cuộc thi Miss Universe 2020 ở Mỹ. Dự kiến ngày 13 tháng 5, các thí sinh sẽ bước vào vòng phỏng vấn kính và trình diễn trang phục dân tộc. Ngày 14 tháng 5 sẽ là đêm bán kết và ngày 16 tháng 5 sẽ là đêm chung kết Miss Universe 2020. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip nếu hay quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều